của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Nhầm. Con xin chút đấy xin. Năm tí càng xóa từ nay là mấy video rồi. Sao vậy rồi? Đó là kia lại còn mà nhạc nữa. Không phải. Đôi em vì tháng năm sau chỉ có anh yêu em trọn đời. Ô cái này hết pin nè mà nó cứ nhập nha nhập nhổ như nhỉ. Hè ơi, nhạc tinh toán hè thật đấy. À mà lâu lắm mà trả ra xúc sinh nhỉ, lâu thật đấy. Hả? Chiều anh có mày đi ăn, mày xong đi ăn xúc sinh đi. Đấy. Chứ anh có mà anh ở nhà anh ngủ ngẫn mất chết ngủ nhiều anh đâu ổ, ai ngủ nhiều xong ốm mà ảo sao đây hả đi chơi lúc nào cha được mình đi làm nghề mà xong tối đúng đi chơi với tí thôi. Nhưng mà giờ là 1/29 nó làm công ngạt lắm. Anh đã đi thi bảng rồi, lừa gạch chả muốn đi. Hả? Hôm qua vừa mới đi lên đập đấy, năm thằng đứng ở chỗ trường mập non. Trường mập non có một đấy, nghe cho bọc xuyến đó, đi lên đó. Anh ấy đang chú ý điện thoại thì chả biết, trời nó like mà. Quần nó like. Còn cái xà vuông vuông ở đấy không? Nhiều còn xà để tô màu xong nhé các bạn. Xà vuông. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn
một cách, một kỹ năng, đó là tô mò. Kỹ năng tô mò rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ sẽ tiếp tục tô mò nhé. Có iPhone không? Rồi, cấm này vào. Cái này đi được rồi. Mày đừng mở ra. Gận nhiều. Trời, phết rồi. Cứ mở ra. Xuống video viết ra bỏ kể thôi tình yêu mùa đông là mong anh về người đã phải chủ hôm nước khi đem về người đã phải chủ sao ở đâu ra trời ảnh nữa nha người người nhau tận hiện thiết lập không nha mai chủ nào không biết các bạn thấy tô màu có đẹp không? Nét luôn như vậy. Luôn. Đây. Vậy tô màu xong nhé các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại.